Ngọc Viễn Đông là ngôi trường tư thục nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Trường được xây dựng dựa trên tinh thần bảo vệ các giá trị truyền thống của dân tộc, đồng thời là du nhập các giá trị tinh thần của văn minh Âu Mỹ. Với phương châm mỗi học sinh là một viên ngọc, nhà trường luôn phấn đấu để đào tạo nên những thế hệ học sinh có tài năng quốc tế trên nền tảng tâm hồn Việt. Trường Ngọc Viễn Đông có tổng diện tích 2.000m², diện tích sân chơi, bãi tập là 1.224m. Nhà trường có đầy đủ các cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ học tập. Nhà trường đang đào tạo học sinh các khối từ lớp 6 đến lớp 12. Tuy nhiên, trong năm 2020-2021 sắp tới, nhà trường sẽ có 3 điểm mới trong công tác tuyển sinh và học tập. Năm học 2020-2021 thì trường của thầy có 3 cái định hướng mới quan trọng. Một là trong năm học tới sẽ triển khai hệ tiểu học và giảng dạy theo phương pháp Montessori. Cái đổi mới thứ hai là ở cấp trung học, năm nay nhà trường sẽ triển khai chương trình tin học quốc tế. Chương trình tin học quốc tế là có 3 cái chứng chỉ. Một là IC3 Spark, 2 là IC3 CS4 và 3 là chứng chỉ MOS. Đó là những chứng chỉ tin học quốc tế có tác dụng trên toàn quốc tế. Thứ ba là nhà trường luôn luôn có định hướng là học online. Vì vậy cho nên trường là ngôi trường đầu tiên có được một cái trường học online trên Google Class. Sau khi dịch thì nhà trường vẫn tiếp tục đẩy mạnh cái việc học online và gần sắp năm học tới sẽ bắt buộc toàn thể học sinh phải tham gia học trên trường online. Cha mẹ học sinh sẽ có được một cái quyển sổ liên lạc điện tử mà cha mẹ học sinh có thể xem bất kỳ lúc nào và bất kỳ nơi đâu. Hiện tại, nhà trường đã bắt đầu cho xây dựng cơ sở 2 tại phường Tân Thới Hiệp, quận 12. Theo dự tính, cơ sở 2 này sẽ hoàn công trước tháng 9 và đưa vào làm nơi học tập cho các bé tiểu học theo phương pháp giáo dục Montessori. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông thông báo tuyển sinh năm học 2020-2021 từ lớp 6 đến lớp 12, các hệ 2 buổi bán trú, nội trú. Hội nhập giáo dục quốc tế với chương trình tiếng Anh IELTS, học trực tiếp với giáo viên nước ngoài, bảo đảm đạt trình độ từ 4.0 đến 6.5 sau khi ra trường. Chương trình tin học quốc tế IIG, chương trình học online tiên tiến, học sinh có thể tự học mọi lúc mọi nơi. Cha mẹ học sinh nhận email báo cáo kết quả học tập hàng ngày. Với trường Ngọc Viễn Đông Online, trường học online đầu tiên trên Google Class. Đăng ký nhập học ngay hôm nay để nhận ngay quà tặng và học bổng dành cho học sinh nộp hồ sơ trước ngày 15 tháng 8 năm 2020. Giảm 10% học phí phổ thông, kèm một số quà tặng đầu năm học như một bộ đồng phục đi học, một bộ đồng phục thể dục, một ba lô và một sổ tay học sinh. Thời gian đăng ký nhập học từ nay đến ngày 15 tháng 8 năm 2020 tại văn phòng. Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Ngọc Viễn Đông tọa lạc tại số 53/1 đường Đông Hưng Thuận 02, khu phố 4, phường Tân Nưng Thuận, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Tìm hiểu thêm thông tin nhà trường trên website www.ngocviendong.edu.vn, hotline 028 3715 5091, 0982 984 964. Ngọc Viễn Đông, mỗi học sinh một viên ngọc.